Không còn ngại ngùng, Lôi Con đã trở nên hào hứng hơn khi nhận nụ hôn từ Đức Nhân, khiến cộng đồng mạng thích thú thốt lên: sao mà đáng yêu thế? Nếu anh em vẫn còn nhớ màn từ chối nụ hôn phũ phàng mà Hoa hậu Thùy Tiên dành cho Lôi Con thì chắc chắn phải chứng kiến ngay khoảnh khắc này. Vẫn là một nụ hôn từ người lạ, thế nhưng người hôn khác và thái độ của người nhận cũng quay 180 độ luôn. Cụ thể, trên trang TikTok của bà Nhân Vlog đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khung cảnh thân thiết giữa cô và Lôi Con. Theo đó, ban đầu nữ YouTuber gọi cậu bé lại gần, khi nghe tiếng gọi, cậu bé còn chút bén lén, ngại ngùng, nhưng rất nhanh sau đó đã nhanh chóng chạy lại phía cô. Ngay sau khi cậu vừa chạy đến, hai cô cháu liền làm ngay động tác hôn gió vô cùng đáng yêu. Lôi Con còn không ngần ngại tạo dáng thoải mái cho Đức Nhân hôn má, vẻ mặt thì hạnh phúc như vừa được cho kẹo luôn. Sau khi xem xong clip, anh em liền hồi tưởng ngay giây phút Lôi Con từ chối cái thơm má của Hoa hậu Thùy Tiên. Lúc ấy sao mà khác bây giờ quá, cư dân mạng nhanh chóng đã lao vào bình luận. Sau cú sốc đầu đời thì em ấy đã quyết định thả hôn nhầm còn hơn bỏ sót. Là do em thay đổi hay do Thùy Tiên không phải người em muốn trao nụ hôn? Chắc Lôi Con đang nghĩ tất cả cũng chỉ vì miếng bánh miếng kẹo mà thôi. Bên cạnh biểu cảm đáng yêu dễ thương khi được hôn má, Lôi Con còn khiến dân tình phải suýt xoa vì hành động tinh tế khi lỡ làm bẩn xe rồi lấy tay lau lau cho sạch. Fan này về Việt Nam là tới cùng chuyện với anh em rồi. Các bạn thấy sao về tình huống này? Comment ngay cho tôi biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Trends. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.